ông biết không, thị trường Vinh là một cái thị trường mà không cái chi quá hot cả. Em thấy đối với người Vinh á, tất cả mọi cái đối với người Vinh không có gọi là, nếu mà nói về con người á, quy về con người á, không có chi quá kích động cả, không có chi khiến cho người ta quá mừng vui, hoặc là không có chi khiến cho người ta quá bi lụy cả, và người ta rất là ít bị theo sóng. Cho nên là đối với cái sản phẩm của Vinh không có sản phẩm mua gọi là sản phẩm quá hot cả anh ạ. Thì cả có tốt bằng trời không có chi phải quá hot cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng chỉ là một cái sản phẩm, cũng chỉ là một thứ mà người ta có đủ năng lực để người ta mua thôi. Người ta thích thì người ta mua, và người ta không thích thì người ta chưa mua, và người ta mua ở thời điểm khác, và người ta sẵn sàng là ok, thích tăng giá thì sau này họ có thể mua với giá cao hơn. Chứ không phải là cái thứ gì mà phải tranh giành, phải quá hot, phải tranh giành cả. Thì em cảm thấy đối với người Vinh là vậy. Cái gì thật sự cần thì người ta sẽ mua, còn nếu cảm thấy không cần thiết thì người ta cũng rất bình thường, chứ không có phải là cứ chạy đua một cái chi hết. Và đối với thị trường Vinh thì em cảm thấy là ở như cái thời điểm mà như là thị trường chung đang khó khăn như hiện tại á, ở Vinh cũng không hề chết. Ở Vinh không hề là mất đi tính thanh khoản của thị trường quá nhiều như những cái khu vực khác, mà Vinh vẫn giao dịch bình thường. Đối với chung cư, những ai mà có nhu cầu, vợ chồng trẻ nhu cầu mua nhà để ở, họ vẫn cứ mua chung cư bình thường. Đất trong nội đô hoặc là vùng ven, ai mà có đủ tài chính 1 tỷ, 2 tỷ thì mọi người vẫn cứ tìm mua bình thường. Mọi người đâu có cần phải quan tâm là ôi thị trường đang đỉnh hay đang đáy không, mọi người không cần quan tâm như vậy. Họ chỉ biết được là nó phù hợp với hoàn cảnh của họ, và khi nào mà đến họ đón nhận thôi. Khi họ có tiền thì họ sẽ nghĩ đến bất động sản đầu tiên, mua đất đầu tiên. Bởi vì là dù thị trường có đang đỉnh hay đang đáy thì cái việc mà họ mua bất động sản đối với họ vẫn là một cái kênh an toàn nhất trong đầu tư và nên mua nhất, nên họ vẫn mua. Vì vậy đấy, còn ví dụ như đối với Ecopark chẳng hạn, ok, mọi người sẽ cảm thấy là cái giai đoạn đầu mà ra hàng Garden 1 đó hot khủng khiếp luôn, hoặc là thậm chí là cái giai đoạn cuối năm 2021 chẳng hạn đó, các sàn nhận cọc khủng khiếp luôn, cảm giác như là cháy cọc cháy hàng mọi thứ với Ecopark Vinh, đúng không? Mà thực ra đó là khách đầu tư, không phải là khách Vinh đâu, không phải khách Vinh mà người ta phải tranh giành nhau mua như vậy đâu, họ không anh ạ. Đó, cho nên là em cảm thấy là đối với thị trường Vinh á, tất cả đều quy về giá trị thật hết. Cái nào thực tế nó có ý nghĩa, thực tế nó có giá trị sử dụng và thực tế hợp lý thì họ sẽ mua, sẽ dùng, còn không họ cũng không quan tâm đâu. Ví dụ như là những cái sóng vùng ven, tất nhiên là khi mà cả nước có sóng thì Vinh cũng sẽ có sóng, nhưng mà nó không phải là sóng quá lớn như em nói đấy. Và khi mà gọi là cả nước bị xuống đáy, Vinh cũng xuống nhưng không bao giờ là xuống đáy hết. Mọi người đều ở trong những cái khoảng mà mọi người có thể control được, kiểm soát được. Thì đấy là em nghĩ là đấy là đặc điểm của thị trường Vinh. Và từ cái đặc điểm đấy thì mình cũng nhìn vào đối với sản phẩm Ecopark. Ecopark anh sẽ nhìn thấy được là cái thời điểm mà người Vinh mua nhiều nhất Ecopark nó không phải là thời điểm đầu sóng của Eco đâu nhá, mà nó là vào cái thời điểm mà sau 30 tháng 4, là khi mà xây dựng xong công viên Hồ Thiên Nga, người Vinh đến và mọi người nhìn thấy là chủ đầu tư này gọi là cũng có tâm, cũng làm tiện ích trước, và cũng làm đẹp, cũng làm chỉn chu, cũng cho mọi người có một nơi mà người ta đến người ta cảm thấy thật sự là nó thư giãn, nó hợp với tâm hồn của người ta và người ta muốn mua. Và cái thời điểm mà Ecopark bán được nhiều nhất đó là sau cái thời điểm mà khai trương công viên Hồ Thiên Nga 30 tháng 4, chứ không phải là cái thời điểm sóng to nhất. Và em nghĩ là đối với Eco Central Park Vinh á, thì em nghĩ là cái thời điểm thứ hai mà người Vinh sẽ mua nhiều tiếp theo á, đó là thời điểm mà khi mà cái phân khu The Garden 1 á, 2 và Plaza, hoặc là một cái phân khu đầu tiên là The Garden 1 thôi á, hoàn thành, để người Vinh người ta có thể nhìn thấy được là cái sản phẩm mà chủ đầu tư này làm nên thật sự lên hình như nào, thật sự có đẹp đẽ không, tiện ích thật sự họ có làm không, và họ thật sự có mang đến cái giá trị như họ đã quảng cáo, đã marketing không. Và nếu như họ nhìn thấy đúng là như vậy thì lúc đấy họ sẽ mua rất nhiều, bởi vì là gọi là nhờ để mà phát sinh ra cầu thì sẽ có hai thứ, đúng không anh? Thứ nhất đó là nhu cầu, và cái thứ hai đó là cái năng lực để chi trả. Thì năng lực chi trả là người Vinh có rồi, và bây giờ chỉ cần là một cái điểm chạm thứ hai, đó là khi và họ nhìn thấy cái giá trị và họ sẵn sàng cho cái nhu cầu của họ, thật sự nhu cầu của họ thật sự cần mua là họ sẽ mua thôi. Thì em nghĩ là như vậy.